Ê, sáng cậu cháu mình vô tới chỗ rồi mọi người. Để xe đây để mình đi cục bưng này, nhưng mà dầm lên cái cây điều mình thấy được tổ rồi mọi người. Cây điều này nè, nó nằm tút lút ở trên đọt à mọi người. Để mình bắt cái đọt này, nằm ngay đây nè. Bây giờ mình đi cục bưng này, trời bây giờ nó còn tối quá. Mình chờ tí xíu nữa cho sáng sáng lên rồi mà đi tiếp nha mọi người. Bây giờ lũi vô là mình không thấy gì đâu. Cũng vừa mọc ngon ghê, mọc tới tàn hết phấn luôn anh em ơi. Mọc hôm nay trên đây hết phấn luôn rồi. Tổ hay xe luôn, hết phấn luôn anh em thấy không, mặc xuống tới tàn luôn. Ừ, hơn nữa xì cầm rồi. Đây tổ thứ hai mình mà tổ nhỏ mọi người. Tổ này tổ non, không phải tổ non luôn, sao cục mặt nó dần nhỏ xíu rồi. Sáng này nó ui quá khó đi lắm, tổ này già luôn rồi mà cục mặt nó không đàn. Ở trên cái cây này múc múc ở trên cái lùm kia có một tổ rồi anh em. Cái này khó bắt nha, dây nó nằm xa ra ngoài kia kìa. Nằm tút lút ở ngoài mé hoài luôn á. Cây này ai chắc làm cái dấu lên nè mọi người, chắc là chặt bám bám để leo lên nè.
Đây mình leo lên gần tới ông rồi mọi người. Ông nằm bên kia kìa. Cái dây này, cái cây này nó có cái dây gai á. Nó một lùm dây gai luôn. Leo lên này khó bắt, nó móc dữ lắm. Mà cái ổ tổ này nó nằm xa ngoài kia nữa chứ. Gai này, gai này mất thôi. Cậu to cụ mặt nó nhỏ xíu rồi mọi người. Trời, cụ mặt nó quái ghê. Cậu bự cụ mặt nó lép xẹp à. Thấy đứng dưới tổ cũng được lắm, tổ bự lắm. Lên tới đây cụ mặt một xíu. Được ba tổ. Ở trong bụi dây gai có tổ rồi anh em, ngay chỗ này nè anh em. Mà cái này rất là khó bắt nha, tại vì nó nằm sâu vô trong. Tổ này cũng non, tổ này cũng mới về. Đây nè anh em, tổ nằm đây nè, cái tổ này chắc mình để lại. Tự nằm sâu vô trong quá nó cắt không được. Tổ này thấy cục mặt cũng có rồi nè anh em. Mình chắc mình bỏ tổ này. Thì nằm cái thế mình bắt không được luôn đó. Nằm sâu vô trong đó không có nào cắt được. Các anh em coi kỹ này. Đó, một hai. Rồi, bỏ ra anh em ơi. Đây có tổ anh em ơi. Tổ nhỏ xíu à, mình cắt cắt cho cu luôn, cái để đây không dám cắt làm bị chích con. Cô ăn không? Chú cho nè, ăn không chú cho luôn nè, nè đây nè, nè, nè không lại lấy đi, nè, không nó không chích đâu nè. Dạ. Anh cảm ơn chú. Rồi rồi. Nó không chích nữa đâu. Ông nó còn ông non không à? Ông non chích đâu. Dạ. Cái tổ này nằm cao quá.
cụ mặt nó quá bự luôn. Ui da, cụ mặt không biết cụ mặt anh em ơi. Trời ơi, cụ mặt này chắc hai xỉu quá, nó nù mặt ghê luôn nè. Chích mình hai cái luôn, tẩu quá đã luôn anh em ơi. Cũng mặc quá đã luôn anh em ơi, mặc dòm sướng thì chứ nù. Ở trên cái điều này có tổ nữa nè, nằm ở trên cái cục đen đen đó nè. Ông sáng nay dữ lắm mà phải khà khói cho nhiều tí xíu. Trời ơi, ui nè. Ổ này non nè, ngon ghê. Bụi tầm dông này có ổ nhỏ nè anh em ơi. Ở đây có người đi rồi, dấu tàn nó ghét, đằng kia bự lắm. Nhưng bây giờ mình đi mót lại thôi. Mình đi ngày hôm nay nữa là mình về luôn anh em ơi. Mình về để mình còn giao ong cho khách nữa. Tổ này là ta cắt sót này nè. Cái bụi tầm dông này dễ thấy làm sao để sót nữa. Cái cây kéo của mình chọt vô nó bị lủng hình lỗ. Cái ổ trên cái điều nó muốn bỏ đi luôn rồi anh em. Nó lòi ra đã còn có mấy con le que, không biết còn mặt hay không, để mình leo lên coi thử luôn.
còn mặt anh em ơi. Được. Không còn con, tổ này già nó sắp bỏ đi rồi. Đây tổ nhỏ nè anh em. Một xíu. Bực này bước qua được không đây, sâu quá. Đất nó bị sập, lỡ hình phóng luôn. Bên đây có tổ này nè, già khăn luôn. Nó già dữ quá. Không dữ, ổ này bị độc luôn sao. Quá dữ luôn. Chúa nở hết rồi. Chưa gì vô, chưa tới nữa, gần tới rồi. Nó bay ra giúp mình nè. Ở trên cái điều kia có một tổ nữa kìa anh em. Nằm đây nè. Đó, cục đen 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 đó. Nhưng tổ non lại mặt không được nù. Mặt nó đẹp nhưng mà nó không được nù nữa.
Rồi mình đắp con xuống nè. Hồi nãy mình quên bấm quay, mình leo lên mà mình quên quên bấm quay rồi. Mình xuống rồi mình coi mình thấy chả có gì hết, nó thu chứ. Tổ ong này ngon ghê. Leo lên mà mình sáng sát mình không có bấm quay, nằm những cái điều này nè mọi người. Nằm cao tút gió ở trên. Là hôm nay mình được như đây nè anh em ơi. Bây giờ mình vô bọc cái tổ đó xong rồi bây giờ mình đi ra xe luôn nha. Rồi chào tạm biệt anh em nha, hẹn anh em clip sau gặp lại nha. Bye bye, chào tạm biệt.